Có vi phạm bản quyền không mày? Dạ. Này có đó mày. Vậy thôi hả? Thôi thôi. Rượu mày. Tao khoái nhạc mà, đúng rồi. Ok, chào tất cả mọi người, chào Nguyễn Tùng, Quốc Dũng, Anh Đào nha. Tất cả mọi người, ok. Hôm nay thì muốn livestream để minh định một cái điều. Tất cả mọi người nghe rõ không? Cho biết cái coi đủ để tao giống kiểu như khùng ở đủ nói chuyện lép nhép không ai nghe rõ cả. Ok, cho một cái gì đó để biết. Chào anh Đào nha. Khỏe không anh Đào? Thôi, nói mình hôm trước á mình có rồi ok. Hôm trước á mình có like trên một cái kênh của chuyện nước Mỹ của Tí. Thì mình sao rồi á, mình mới đọc lại các cái comment ở dưới cái like của Tí á. Thì mình thấy tất cả mọi người đều nói mà cái nhân vật lịch sử mình cũng sợ là bởi vì tao thì không có rành về những gương mặt của những cái người mà nó có tính cách là dấu ấn hoặc là dấu ấn của lịch sử hoặc là những cái nhân vật lịch sử đặc biệt thì mình không được quyền sai lầm, cái điều đó là cái điều hiển nhiên. Cho nên vì cho đó hôm đó thì tao coi comment á thì người này nói bà này là bà Nguyễn Thị Bình chắc chắn 100% đủ thứ trên trời. Và hầu như cả trăm cái comment chứ không phải là một cái đâu. Comment vậy, bà kia thì có ông kia thì nó Nguyễn Thị Định. Còn có cái ông là bà Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Thị Thu gì nữa. Nghĩa là thầm bà đằng sáng gấu. Ha. Tùm lum hết trơn rồi. Tao cũng không biết là có cái điều, mình chỉ biết là nhân vật lịch sử. Cái điều qua tao tâm niệm như vậy. Nhân vật lịch sử mà mình không biết, mà mình hồ đồ, mình nói ra thì chẳng có thể thống gì cả. Thì hôm nay tao đã trích lục và siêu lục để mà minh định rằng cái người nhân vật mà tao nói, cái người phụ nữ mà tao nói là ai. Chào bác nha. Đã là ai thì tao sẽ cho tụi bây coi hình thôi, chắc không mình không được quyền coi cái video thì bên phạm luật YouTube, cho nên vì đó tao cho tụi bây coi cái hình của những cái nhân vật lịch sử. Để tao kéo qua đây sẵn. Đây là cái nhân vật trong phim mà tao muốn nói 30 ngày sau cùng của chế độ cũ. Cái bà này tao hôm trước tao nói bà này là bà Nguyễn Thị Định chứ không phải là bà Nguyễn Thị Bình. Và hôm nay tao đã siêu lục chính xác thì bà này đúng là bà Nguyễn Thị Định. Đây là tao soi chiếu cho bây nghe. Các bạn. Dạ. Đây là cái hình thời còn không chí, bà dùm thấy giống không? Đây là Nguyễn là anh hùng lực lượng vũ trang mặt trận giấu miền Nam, đây là bà Nguyễn Thị Định, đúng chưa? Thấy chưa? Đây bà Nguyễn Thị Bình đây, đây mới là bà Nguyễn Thị Bình. Bà Nguyễn Thị Bình thì gương mặt sắc sảo hơn. À thấy chưa? Thấy rõ ràng sang bữa sắc sảo hơn không? Thấy chưa? Vậy còn cãi gì nữa hết. Tức như là đây là bà Nguyễn Thị Định. Và cái hình trong phim đây, cái hình trong phim đây là bài đây là bà Nguyễn Thị Định. Có chữ VTV luôn, thấy chưa? Ok. Ê quá. Như vậy thì cái lời mà tao nói ở trên cái live của chuyện nước Mỹ của tí là chính xác, đúng không? Bà này là bà Nguyễn Thị Định chứ không phải là Nguyễn Thị Bình đó. Thì nói như vậy để mình hiểu, bởi vì mình cũng sợ, mình là người dân mà mình lên mình minh định hoặc là mình nói một cái nhân vật lịch sử nào mà nó có tầm ảnh hưởng của ngành của nước mình á, mình nên thận trọng. Và tao cũng sợ vậy, tao cũng lo, tao xét, tao sợ vậy. Tao nghe cái đọc mấy cái comment á, ông thì bà thì nói bà này là bà Nguyễn Thị Bình không phải là Nguyễn Thị Định, mà còn có một ông là bà này là phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thu không phải là bà Đình Bình, không phải là người kia. Mà làm quá trời quá, làm tao quản mày, làm tao quản được. Tại vì nói chuyện một nhân vật lịch sử thì rõ ràng là phải minh định rõ ràng đúng hay là sai, chứ không có chuyện mà nói râu nọ mà cấm cầm bà kia. Tao lật đật tao lên Google tao phán rồi tao lục ra siêu ra, à thì té ra cái này hay hơn bằng hên. Hay hơn bằng hên, đúng y chang. Đó là bà Nguyễn Thị Định. Và có một cái nó rất là hay nè. Ô mẹ ơi, thời đó mà hai bà này nói tiếng Pháp như là người bản xứ.
Kinh khủng chưa? Có nghĩa là bà này bà kia hay nói tiếng Pháp như là luôn ta đặt ra vậy đó. Hay thiệt là hay, phải công nhận hay. Đó là những người nhân vật lịch sử huyền thoại mà những người phụ nữ mới là ghê chứ, đúng không? Mà ta mình rất là mình phục sát đất luôn. Và họ có những cái sự mà nghĩ về vấn đề nước non nước nhà mình là thật sự là tuyệt vời. Mà bà nói những cái câu mà rất ư là xúc động, là chẳng lẽ suốt cuộc đời khi bà sinh ra cho đến cuối cuộc đời bà, không lẽ bà và dân tộc của bà phải làm nô lệ suốt đời hay sao? Có nhiều khi mình nói mình nghe mình thấy buồn buồn tủi tủi. Không ngờ cái chuyện nó đã là cũ rồi, xưa rồi, nhưng mình muốn nhắc lại những cái vật lịch sử này, có những cái lời mà mình cảm thấy là mình nó đi vào lòng người mà làm cho con người ta phải xúc động bồi hồi, nó hẳn là như vậy. Cũng ở gần ngày 30 tháng 4 rồi, có anh chàng nào mà lên nói chuyện chơi thì gửi yêu cầu lên, mình mời lên để minh định lại một lần nữa là tao nói đúng ngang. Bà đó là bà Nguyễn Thị Định chắc không phải bà Nguyễn Thị Bình ngang. Bà Nguyễn Thị Bình về gương mặt thì sắc sảo hơn, nói chung là gương mặt nó hơi dài hơn chút và lỗ mũi là thẳng, và nói chung là miệng thì không miệng trái tim đại khái là vậy. Nói chung là bà Bình sắc sảo hơn nhiều, đẹp hơn. Đấy, bà Định thì ấy đúng rồi, thằng này nó đúng là xác nhận đúng là Nguyễn Tùng, nó đúng là chuẩn rồi. Bác phỏng vấn ở Paris mới là Nguyễn Thị Bình, còn phỏng vấn trong nước là anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Định, đúng rồi, chính xác. Vậy thì coi như là không còn gì phải bàn cãi nữa nha, không bàn cãi không comment nha. Trời ơi, tụi nó nói tao bác cầm lầm rồi, bác cầm lầm rồi, bà này là bà Nguyễn Thị Bình rồi, đúng rồi, rồi tùm lum tao la. Rồi có nhiều đứa không phải bà Nguyễn Thị Định, không phải mình, nó làm y xèo với comment đó, làm tao cũng chán ghét. Mày sợ sợ chứ sợ, bởi vì sao? Mình là lớn rồi, mình già rồi, mà những người nhân vật lịch sử mà mình không biết rồi mình nói thằng bậy thằng bạ thấy nó có vẻ kỳ cục quá. Thì hôm nay mở cái live này để mình minh định một cách rõ ràng. Như vậy thì vô cái là cái giờ tao nói đúng, tao tao không nói sai. Đó là bà Nguyễn Thị Định, anh hùng lực lượng vũ trang. Trời, nhưng mà mình khoái ở chỗ là mấy bà giỏi quá, mấy bà thì nói tiếng Pháp y chang là người bản xứ, nói tỉnh bơ. Người phóng viên Pháp nói chuyện với bà là bà trả lời bằng tiếng Pháp, rồi có người thông dịch ra bằng tiếng Việt. Rồi mình nghe mình rất là cảm động, mình cảm thấy là mình không bằng cái gót chân của mấy bà. Nói thẳng thì vậy, cái đầu của mấy bà vẫn có một cái sự gì đàn bà đó nha. Những cái lời đó thốt ra một cửa miệng người đàn ông thì cái chuyện đó là chuyện bình thường rồi. Ai có yêu nước nói thẳng thì vậy, nhưng mà thốt ra một người phụ nữ thì cái chuyện đó là kinh khủng. Thế rõ ràng mà cái người phụ nữ không phải là người tầm thường mới là càng ghê nữa. Bởi vì tôi nói mày nghe, đất nước Việt Nam của mình nói về phụ nữ mà anh hùng nhiều lắm, không riêng như mấy bà này nữa, còn rất là nhiều, rất là nhiều. Có nhiều điều là mình không biết mà thôi. À, tao cũng ao ước đây là tao ao ước là nghe nói ở Đà Nẵng ở Quảng Nam gì đó có một cái bức tượng coi như là bức tượng người mẹ gì đó anh hùng gì đó, mà mẹ thứ gì phải không, mẹ thứ à, nghe nói là một bức tượng lớn, rất là lớn, lớn lắm đó, nó như vậy. Tao cũng ao ước ra ngoài đó để mà chiêm ngưỡng bức tượng đó. Ừ, đó nó như vậy. Rồi tất cả mọi người, đứa nào có ai mà lên nói chuyện với bác thì lên bình thường thôi, không có gì cả. Ông Phượng nhà tôi đâu rồi? Ông Phượng cũng vậy, ông Phượng phân dân. Để tôi coi kỹ lại coi. Ông cũng không biết luôn, ông đâu có biết gì đâu, tao cũng đâu có biết giống như ông gì thôi. Hên quá, bên này thì bình định được là rõ ràng là như vậy, rất là mừng. Tôi coi giờ xóa tan tất cả mọi cái comment, những người mà comment trong cái live trước của bác là coi như là tôi nghĩ là chắc người ta cũng lầm thôi, bởi vì người ta cũng lầm thôi, bình thường, rõ ràng. Nhân vật lịch sử mà sai thì nó tác hại vô cùng, đại khái là vậy. Thì thôi ok, hên quá tao nói trúng, hên quá tao nói trúng. Rồi ok. Mà bác cầm nghĩ sao một cái người phụ nữ mà sống ở cái thời đó đúng không, là cái thời mà chuyển giao từ phong kiến qua tới thực dân rồi tới Từ cái thực dân. thời qua tới thời Mỹ đó, vậy thì một người phụ nữ sống trong một cái thời đại như vậy mà có thể nói tiếng Pháp lưu loát, có một cái trí tuệ và đặc biệt là coi như là sống trong chiếc khu trong này kia nữa. Mà là ghê, có nghĩa là mình thấy họ không biết nói gì hơn, nhưng mình cảm thấy họ vượt bậc, họ hơn, họ khác thường hơn những người khác thường. Nó thẳng là như vậy. Bởi vì thường thường theo quan niệm Á Đông là đã đàn bà là phải vô bếp núc thôi. Không ai nghĩ tới cái chuyện mà ra ngoài xã hội mà và còn và tranh đua nữa, mà còn bà này còn tham gia chính trị mới là ghê nữa.
bởi bởi tao nói một nhân vật xuất chúng, mình mới nói như vậy. Và tao học trong ngay bây giờ, tại bây giờ nè, hầu hết Việt Nam mình nè, đa số là người đàn bà cao lắm là tiến sĩ, thạc sĩ, rồi xong cũng về cũng cơm nước cho chồng, hoặc là xong cũng buôn bán, hoặc nói chung là tất tần tật, không ai nghĩ tới cái chuyện chính trị cả. Bà trong cái thời kỳ đó, thời phong kiến, thời kỳ khổ cực, rồi nằm trong chiến khu, đủ thiếu đủ mọi mặt, mà thiệt mấy bà giỏi quá, mà đã vậy thôi ta phục bác kìa. Bà nói tiếng Pháp á, bà nói tiếng Pháp, trả lời phóng viên báo chí Pháp luôn, và bà nói lên cái tâm tư nguyện vọng của bà, nó còn hơn một thằng đàn ông nữa mày. Dạ. Mày là ghê. Mình tiếng nói rất là đanh thép, ghê gớm. Rồi mà lập luận là sắc bén. Trời ơi, ta thấy thôi, tao bái luôn, tao bái luôn. Bởi vậy ở Việt Nam mình có nhiều cái vị nữ lưu anh hùng, mình không, bởi tao tao nói mày rồi, tụi bay rồi, đối với tao đàn bà là số 1, tao sợ lắm, tao không có dám đụng tay ai trên trời. Ai tao cũng yêu hết trơn, khổ vậy. Nói đi nói lại để cho mình hiểu được điều là bởi vì nếu một lịch sử sai lầm là chết, cho nên vì đó là tao rất là tao nghe tụi nó còm quá, tao sợ phải không, tao sợ, tao kêu ông phượng ông nói để tôi coi lại, ông cũng đâu có biết gì đâu, rồi coi lại, bây giờ không thấy ông đâu có tiêu chứ, mới nói chuyện với ông đây, được cười, hay là mãi mê coi, rồi điểm ông điểm tin để coi kỹ lại. Chào Phong Nguyễn, ê Phong có rảnh lên đang chơi mày. Với lại có nghĩa này nữa, nếu mà mình đi ngược dòng lịch sử á, là mình thấy cái lịch sử Việt Nam mình á, là trước kia thì có là Hai Bà Trưng. Đúng rồi. Cũng đúng. Phụ nữ. Cũng phụ nữ, phụ nữ. Rồi tới Bà Triệu. Bà Trưng, Bà Triệu. Rồi tới thời mà Quang Trung, Nguyễn Ánh thì có là nữ tướng Bùi Thị Xuân. Bùi Thị Xuân. À. Quá trời. Đó. Nữ lưu anh hùng. Rồi phải nói thẳng câu là, ví dụ như mình đi dọc cái dải đất miền Nam đi, thì thấy nè, bây giờ nói mà núi ông núi cậu thì ít đúng không, núi bà lên chiếc bà rồi mới là ghê. Rồi xuống dưới Long Hải thì có là Vinh Cô. Đúng rồi. Đó. Phụ nữ Việt Nam bây giờ lên hương, nói chung lên đời rồi, lụa ghê đó. Bởi vậy anh nói đúng ra là cái truyền thống Việt Nam mình từ trước tới nay á là luôn luôn xuất hiện những người phụ nữ là nữ lưu anh kiệt. Đúng rồi. Bác đúng rồi. Ê quên nữa, mày quên điều là Việt Nam ta theo cái tập quán là mẫu hệ nha, mẫu hệ nha. Ghê đó, mẫu hệ nha. Xin lỗi, quên giới thiệu, ở đây có một anh chàng cũng là YouTube mà cũng là dễ thương. Sáng nay thì đi uống cà phê, mời đi uống cà phê rồi cũng ăn phở rồi hai bác cháu về. Anh chàng này tên một cái YouTube tên là đời thường đã, anh chàng đời thường, anh rất là dễ thương, ăn nói rất là nhỏ nhẹ và hiểu chuyện, rất là trẻ, em mà trẻ mà đại gia đó nha, ghê lắm nha. Đất đai là trù phú luôn á. Ok, hôm nay thì có duyên gặp bác Cầm thôi, thì cũng thông qua bác Dương Trung Hiếu á. Tại vì đơn giản bác Dương Trung Hiếu, bác Cầm á, nghe mọi người kêu là hai ông Việt kiều thất bại về Việt Nam, nên bởi vậy mình cũng có duyên gặp mặt, nhưng mà đều gặp mặt thôi chứ em không có giáo lộ mà. Anh chị thông cảm. Rồi có sao đâu anh chị nha. Nói như vậy thì trong cái quá trình đất nước mình, trong những cái thời gian từ thời về trước thời kỳ phong kiến, như cháu đã nói thì phong kiến, rồi tới tới ngay tận bây giờ, nó có nhiều người đàn bà quyền lực kinh khủng, phải công nhận điều đó. Em mà nghe nói hình như là bà phó chủ tịch nước bây giờ là hình như là mà cũng phụ nữ hả, cũng nữ hả, bà gì, anh tao nghe cái gì anh á, phải không, phó chủ tịch nước phải không, tao cũng không biết lắm, tao cũng rành mới. Phải phụ nữ không, người bà gì đó phải không, phó chủ tịch nước, tao không biết, tao nghe đồn như vậy phải, tao cũng không quan tâm lắm, bởi vì người ta là không có dính líu tới ba cái vụ chuyện mà tao cũng vậy, tao không có dính líu ba cái vụ kia, tao chỉ biết là cái điều mà tụi nó nói sai, mình là người thực hiện, mình là người thực tế, mình về đất nước mình như vậy mà nó về nó nói sai, nó xả bác là coi như là ánh xuân Nguyễn Thị Ánh Xuân ấy, phải không? Là phó chủ tịch nước đó, thấy chưa, ghê chưa? Dạ. Thấy ghê chưa? Bởi tao nó sợ lắm mà, đàn bà giờ thì tao ghê lắm. Tao sợ lắm. Rồi. Cái nào lên chơi với bác thì gửi yêu cầu đi. Tao Võ Thị Ánh Xuân. Ok. Wow. Mà vậy Tiền Giang, An Giang cũng có nhiều dân tài quá ha. Hình như là bác gì giỏi chị không phải ông Lê Duẩn, hình như người miền Tây mà ông nào á, nói chung là cái vùng
An Giang, vùng Tiền Giang, An Giang với lại vùng Đồng Tháp cũng nhiều người lắm á. Nói chung thì vùng miền Tây mình rất là nhiều người đã ra. Đúng rồi, người An Giang, bà Võ Thị Anh Xuân, Phó Chủ tịch nước người An Giang, quá là giỏi. Nói như vậy để cho hiểu rằng là người Việt Nam mình không thiếu gì những người phụ nữ tài giỏi anh hùng, nó hẳn là vậy. Không, đầu tiên tao nghe bà phán cái người phỏng vấn, người phóng viên người Pháp á, phỏng vấn bà trả lời một cách những cái câu đanh thép, tao dòm tao thấy tao nức lòng, tao cũng sợ bà luôn. Mình cảm thấy là người đàn ông mình nam nhi chi khí mà thua thua xa thua xa. Ok, vậy thì nếu không có gì cả thì mình xuống live ha. Thấy ghét, nó chê tao, nó không lên nói chuyện với tao. Ok, thôi bye bye mọi người. Ok, chào mọi người nha. Kết thúc.